Chúng ta đến với video thứ 3 trong chuỗi những video khiến cho khách hàng biết đến bạn. Ok, đây là tuyệt chiêu thứ 3, đó là tuyệt chiêu sử dụng Facebook. Và để có thể là làm được tốt cái tuyệt chiêu này thì bạn cần biết được profile Facebook, tức là chính là cái tài khoản Facebook hàng ngày bạn hay chat với bạn bè, thì cái đấy gọi là profile Facebook của bạn. Và thứ hai nữa là bạn tạo cho tôi một cái nhóm. Cái này trên Facebook nó tiếng Việt gọi là nhóm, tiếng Anh gọi là group ấy. Từ cái tài khoản profile cá nhân của bạn, bạn hoàn toàn có thể tạo ra một group. Và bạn tạo ra một cái thứ hai nữa là tạo ra fanpage, tức là một cái trang Facebook. Tức là bây giờ bạn không chỉ có profile nữa, bạn không chỉ có một group nữa, mà bạn có một fanpage. Và chính thức chỉ cần có ba thứ này thôi thì bạn hoàn toàn có thể làm marketing trên Facebook để khiến khách hàng tiềm năng họ hoàn toàn có thể biết đến bạn. Ok, khi có nó rồi thì cách để phát triển nội dung của nó như sau. Ví dụ bạn xác định rằng là bạn là Hán Quang Dự, ok, là Hán Quang Dự, là chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo sale. Bạn muốn xây dựng hình ảnh như vậy để khách hàng tiềm năng, rất nhiều khách hàng tiềm năng trên internet biết đến bạn rồi, thì việc của bạn là thường xuyên đăng những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất là những nội dung chia sẻ, nhớ, nội dung thứ nhất là những nội dung chia sẻ về bán hàng, về sale. Cứ chủ điểm nào liên quan đến sale, liên quan đến kinh doanh, ok, bạn có kiến thức gì về sale kinh doanh, bạn đọc những cuốn sách hay ở đâu liên quan đến sale về kinh doanh, xem được video hay ở đâu, thậm chí đi tham dự những khóa học sale và kinh doanh ở đâu đó, thì về ngay lập tức là bạn chia sẻ những kiến thức đó trên profile của mình, ok. Hoặc thậm chí là gì ạ, hoặc thậm chí hôm nay bạn đọc một cuốn sách hay, đọc bất kỳ một cuốn sách hay nào đấy, bạn thấy có những ý hay thôi thì bạn nhặt ra và bạn chia sẻ trên cộng đồng, hoặc trên chính profile cộng đồng Facebook và profile của mình. Ok, đấy là cách mà bạn viết để phát triển nội dung. À, cách thứ hai nữa là bạn hoàn toàn có thể là sử dụng ảnh marketing, tức là gì ạ, thường xuyên chụp ảnh với những người nổi tiếng, đặc biệt là những người nổi tiếng trong ngành đào tạo sale, ngành đào tạo về kinh doanh. Bạn thường xuyên là chụp ảnh với những ông thầy của mình, thường xuyên chụp ảnh với những cái chuyên gia khác liên quan đến các lĩnh vực đào tạo và kinh doanh, thường xuyên chụp ảnh với những người nổi tiếng thành công trong lĩnh vực kinh doanh, thường xuyên là chụp ảnh với họ, giao lưu với họ, và chúng ta post ảnh của chúng ta trên Facebook để các cộng đồng khác, những người khác ở trên Facebook họ nhìn thấy chúng ta, họ cũng sẽ quý chúng ta, họ sẽ biết đến chúng ta. Ok, đấy là hai cách để phát triển nội dung trên profile Facebook, và rất nhiều cách khác nữa nhưng chỉ làm hai thứ đơn giản này thôi. Ok, sau khi phát triển cái nội dung kiểu như vậy rồi thì việc của bạn là gì ạ? Việc của bạn là trong mỗi một nội dung thì thường xuyên là đăng những cái kêu gọi hành động và những cái bài profile kiểu như vậy. À, kêu gọi hành động kiểu như là nếu ai vẫn muốn quan tâm đến những cái tài liệu sale, những cái kỹ năng về sale thì hãy vào nhóm của tôi sẽ cho bạn vào nhóm mà thường xuyên chia sẻ những cái kỹ năng, thường xuyên chia sẻ những tài liệu liên quan đến cái lĩnh vực mình đang kinh doanh ở trong cái nhóm đấy. Ok, thì bạn sẽ dẫn dụ người ta vào từ profile, những người quan tâm thì hãy đưa người ta vào group, mời người ta vào những cái nhóm Facebook của mình. Ok, hiểu ý tưởng của tôi không ạ? Và dần dần cứ làm phát triển profile mạnh như vậy thôi thì bạn sớm muộn gì cũng có một group rất là đông người quan tâm đến kỹ năng bán hàng giống như là tôi. Ok, còn cái thứ ba nữa là fanpage. Thì làm sao để phát triển cái fanpage đấy để làm marketing để nhiều người khác biết đến mình? Thì bạn cần có một fanpage, và kỹ thuật của tôi là sử dụng như này. Cái fanpage đấy mang đúng tên của bạn luôn. Nếu như profile của bạn là Hán Quang Dự thì bạn nên lập một cái fanpage cũng là Hán Quang Dự giống như tôi. Ok, và cái bí mật là như này. Nếu bạn luôn luôn hướng tới những khách hàng tiềm năng, ví dụ kiểu như là từ 28 đến 42 tuổi như tôi nha, hướng tới những người quan tâm đến sale ấy là từ 28 đến 42 tuổi, thì việc của tôi là gì ạ? Việc của tôi là tôi có một cái fanpage cũng có tên là Hán Quang Dự, ảnh giống y hệt, tất cả ảnh cộng cái cover avatar và ảnh giống y hệt như là cái profile cá nhân của tôi, nhưng chỉ khác đó là fanpage thôi. Và hàng ngày tôi vẫn đăng video liên quan đến sale, liên quan đến kinh doanh, hàng ngày vẫn đăng những video liên quan đến kỹ năng bán hàng ở trên đấy, tôi vẫn đăng ở trên đấy. Đăng thì mỗi một lần đăng thì kỹ thuật của tôi, những ngày đầu tiên của tôi khi khởi nghiệp ngành bán hàng là tôi chạy quảng cáo một đô, tôi cứ bỏ một đô tôi đăng xong tôi chạy quảng cáo luôn vào cái tệp khách hàng là từ 28 đến 42 tuổi của tôi. Ok, tức là ngày nào tôi cũng đăng bài ở trên fanpage của tôi về kỹ năng bán hàng, và sau đó tôi chạy quảng cáo đến cái tệp là 28 đến 42 của tôi. Ok, thì đấy là cái kỹ thuật có thể sử dụng gì ạ? Sử dụng cả profile, sử dụng cả group và sử dụng cả fanpage nữa, thì chúng ta có thể phát triển được cái thương hiệu cá nhân để rất là nhiều người biết đến bạn trong lĩnh vực chuyên gia của bạn. Ok, hẹn gặp lại bạn vào những cái tuyệt chiêu phía sau.